Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, mẹ và anh em Chúa Giêsu đến tìm người, nhưng vì đám đông nên không thể đến gần người được. Người ta báo tin cho người rằng có mẹ và anh em thầy đứng ở ngoài muốn gặp thầy. Người trả lời với họ rằng: mẹ và anh em ta là những người nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành. Đó là lời Chúa. Người ta vẫn thường bảo nhau: con đường dài nhất là con đường từ cái đầu đến bàn tay, từ miệng đến tay, hay từ tai đến tay. Quả thật, từ lúc nghĩ đến lúc làm, từ lúc nói đến lúc hành động, hay nói như bài tin mừng hôm nay, là từ lúc nghe đến lúc thực hiện, là cả một khoảng cách có khi rất xa vời, đi mãi không tới. Nhưng khoảng cách sẽ rút ngắn lại khi ra tay hành động. Bài tin mừng hôm nay cho thấy Chúa còn đề cao hơn thế nữa khi chỉ tay vào đám đông đang nghe giảng mà nói: mẹ tôi và anh chị em tôi chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành. Có phải Ngài quá thiêng liêng và chối bỏ những tương quan mang tính huyết nhục trần thế? Câu chuyện mang vẻ bề ngoài gây sốc kia lại có một ý nghĩa sâu xa, đem lại cho chúng ta một niềm vui và hy vọng. Vì hơn ai hết, Đức Giêsu biết rõ mẹ của người, một con người luôn lấy thánh ý Thiên Chúa làm kim chỉ nam hướng dẫn đời mình. Do đó, trong tình huống này, Ngài không hề có ý định lạnh nhạt hay chê bỏ mẹ hay anh em Ngài. Nhưng trong khuôn mẫu đó, Đức Giêsu đã mở rộng gia đình của mình. Từ nay, tất cả mọi người biết nghe và thực hành lời Thiên Chúa đều là anh em người và mẹ của người. Đức Giêsu đã nhân cơ hội rất đời thường này để nói cho mọi người và cho chúng ta hôm nay về một kế hoạch thật lớn lao, đó là xây dựng một gia đình mới. Gia đình này không đặt nền trên tương quan huyết thống, nhưng trên việc lắng nghe và thực hành lời Thiên Chúa. Như thế, Đức Giêsu đâu có từ chối mẹ, ngược lại còn tôn vinh mẹ. Bởi vì trong gia đình mới mà Đức Giêsu đang gầy dựng, Đức Maria có một vị trí duy nhất. Đức Maria vừa là mẹ sinh ra Đức Giêsu, vừa là mẹ Chúa Giêsu theo nghĩa đã lắng nghe và sống lời Chúa, không chỉ một lần nhưng suốt đời. Đức Maria hai lần xứng đáng là mẹ Chúa Giêsu, mẹ theo huyết thống và mẹ của thân thể huyền nhiệm của Chúa là giáo hội. Như vậy, chẳng phải Chúa đang nhận đám đông, những người đang nghe Ngài giảng là mẹ và anh chị em của Ngài đó sao? Thật đúng vậy, bởi vì chính họ đang say sưa ngồi nghe lời Chúa dạy. Quả thật, khi nghe câu nói đó, chắc chắn dân chúng rất vui, bởi vì được Thầy Giêsu nhận mình là người nhà, là anh chị em với người. Một người đang được mọi người kính trọng như một đấng có uy quyền. Ngay cả mẹ người cũng cảm thấy vui, vì hơn ai hết, Đức Maria là người nghe và làm theo lời Chúa với hai tiếng xin vâng. Thế còn chúng ta, chẳng phải chúng ta cũng đã và đang nghe lời của Chúa mỗi khi chúng ta tham dự thánh lễ? Đặc biệt ngay giờ phút này, chẳng phải Chúa cũng đang nói với chúng ta là anh chị em của Chúa đó sao?
Nhiều lần trong tin mừng, Chúa Giêsu dạy chúng ta, không phải ai thưa lạy Chúa là được vào nước trời cả đâu. Nghĩa là để được vào trong gia đình yêu thương của Chúa Giêsu, không phải ta chỉ đọc kinh xem lễ, mà còn phải thực hành lời Chúa dạy, phải sống giới răn yêu thương một cách mãnh liệt nữa.